Thưa quý vị và các bạn, trong công văn gửi Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố, Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, theo thông tin phản ánh từ các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng Internet, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu tâm lý phòng chống dịch bệnh của người dân tăng cao, trên thị trường xuất hiện một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe được ghi công dụng kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm, điều trị đau họng, cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp, phòng chống COVID-19, chưa đăng ký bản công bố tại cơ quan có thẩm quyền hoặc ghi thông tin không chính xác. Giá bán thì tăng đột biến so với giá bán thông thường niêm yết trước đó. Tổng cục Quản lý Thị trường điểm tên một số sản phẩm cụ thể như Xuyên Tâm Liên CV19 với logo toàn lọc, vỏ hộp màu đỏ và Xuyên Tâm Liên CV19 với logo nhất lọc, vỏ hộp màu xanh, Covi của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm nếu có, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý địa bàn, nắm bắt diễn biến tình hình của thị trường, giá cả, hàng hóa đối với những mặt hàng nêu trên. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tổng cục Quản lý Thị trường nhấn mạnh. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã có nhiều diễn biến hết sức phức tạp khi nhiều địa phương trong cả nước đang tiến hành giãn cách xã hội. Cuộc sống của người dân đang bị đảo lộn nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng từ đây thì nhiều thủ đoạn lừa đảo đã diễn ra. Không ít những người dân nhẹ dạ cả tin đã sập bẫy, trở thành nạn nhân. Làm thế nào để nhận diện thủ đoạn của các đối tượng phạm tội? Mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây. Chị Đồng Phương Thảo, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, là một nạn nhân của hình thức chuyển tiền nhầm. Mới đây, sau khi chuyển khoản tiền nhầm sang một tài khoản lạ, chị Thảo đã lên Facebook tìm kiếm sự trợ giúp và nhận lại đủ số tiền đã chuyển nhầm. Tuy nhiên, ngày hôm sau, một số điện thoại lạ đã gọi lại cho chị Thảo, giả danh là cán bộ ngân hàng, đề nghị chị truy cập vào đường link giả mạo với giao diện giống của ngân hàng. Đối tượng này yêu cầu chị Thảo cung cấp số tài khoản, mật khẩu và số OTP để làm thủ tục tra soát giao dịch chuyển nhầm. Ngay lập tức, tài khoản của chị Thảo đã bị trừ số tiền 200 triệu đồng. Biết đã bị lừa, chị Thảo ra ngân hàng phong tỏa tài khoản và đến công an quận Đống Đa để trình báo. Họ đọc đúng, đủ chính xác số giao dịch và tên người nhận được và trả lại. Thậm chí kể cả cái số tiền mà tôi nhận được vào thời gian như thế nào thì họ đọc rất là rõ ràng. Thì lúc đó tôi cũng đã tin tưởng đấy là số tổng đài của bên Techcombank. Sau khi nhận được trình báo, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã xác lập chuyên án, vào cuộc điều tra tích cực. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được toàn bộ đường dây thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng được xác định là Trương Huy Cường, sinh năm 1993, Lê Minh Hoàng, sinh năm 1998 và Lưu Quốc Toàn, sinh năm 1987, đều trú tại tỉnh Quảng Nam. Em cùng với hai người khác lập website là giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Copy giao diện của thì em sử dụng phần mềm đó, xong là em bỏ cái web của bên ngân hàng và xong là bên phần mềm đó sẽ copy cái giao diện của bên ngân hàng. Xong thì mấy em chuyển thông tin đăng nhập vào về email để lấy được thông tin tài khoản mật khẩu. Ngoài vụ việc trên, thời gian qua, cơ quan công an cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp có dấu hiệu lừa đảo trong việc chuyển tiền nhầm vào tài khoản. Điều đáng nói là thủ đoạn của các đối tượng tội phạm này ngày càng tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Việc đấu tranh tội phạm này tương đối khó khăn bởi vì đối tượng sử dụng công nghệ để mà chiếm đoạt tài sản là những đối tượng hiểu biết về công nghệ thông tin. Thứ hai nữa là việc các đối tượng chiếm đoạt tài sản là không trực tiếp gặp bị hại, cho nên là về nhân thân và đặc điểm cũng như để mà truy vết với cả đối tượng với cả các cái tội phạm khác thì rất là khó khăn. Trong mùa dịch COVID-19, các đối tượng phạm tội cũng triệt để dùng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có nhu cầu mua ô tô, cô gái này đã đăng tin lên một nhóm mua bán voucher trên mạng. Ngay lập tức, cô nhận được điện thoại từ một người lạ mời chào mua voucher với mệnh giá 150 triệu đồng mà giá bán chỉ bằng 1/3. Sau khi kiểm tra thẻ voucher có giá trị thực, cô đã chuyển hơn 50 triệu đồng vào tài khoản do đầu dây bên kia cung cấp. Tiền đã gửi đi, thế nhưng thẻ voucher lại chẳng thấy đâu. Lúc đó cô mới tá hỏa biết mình đã bị lừa đảo. Thẻ đấy là của một người khác, đối tượng chủ động lừa cả em lẫn người, em là người mua lẫn người bán, lừa tay ba đấy ạ. Sau khi phát hiện bị lừa, em gọi điện thì không nhận được liên lạc.
nếu đối tượng tắt máy. Đây chỉ là một trong số hàng chục nạn nhân bị lừa đảo mua bán voucher trên mạng, gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua. Sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã điều tra, làm rõ thủ đoạn các hung thủ phạm tội. Đối tượng lừa đảo được xác định là Cao Hữu Phúc, 26 tuổi, trú tại Ia Súp, Đắk Lắk, là sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khi mà kiểm tra thẻ xong rồi thì em không ra mặt. Em nói với người mua là người cầm thẻ ra chỉ là người nhà của em cầm thẻ giùm em thôi. Còn em thực sự là chủ thẻ. Khi mà em gọi cho người cầm thẻ thì kêu đưa thẻ cho bên người mua thì người mua chuyển khoản cho em. Theo thống kê của lực lượng chức năng, các hình thức lừa đảo có chiều hướng gia tăng trong mùa dịch COVID-19. Ngoài lừa đảo chuyển tiền nhầm, mua bán online, các đối tượng còn sử dụng các bẫy lừa đảo lôi kéo người dân, đầu tư, giả danh nhân viên điện lực, thu tiền điện, giả danh cảnh sát giao thông để thông báo các lỗi vi phạm giao thông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Now.vtc.vn, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam. Thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống của hàng chục triệu người dùng online. Now.vtc.vn là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của quý khách hàng. Nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 02444 501 365. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình, podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.